Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị ưu tư của nhà báo Mai Quốc ứng đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 26 tháng 3 về nghịch lý tại các thành phố ở Việt Nam, trong khi cây xanh cổ thụ thì bị chặt phá, còn cây cột điện lại bao phủ cỏ xanh giả tạo. Mời quý vị cùng chia sẻ. Cây thật có thể quấn dây điện, cây cột điện thì trang trí cỏ giả bằng nhựa. Còn cây thật thì ngoài việc mất hàng cây đường Tôn nước Thắng thì còn vô số vụ tìm hóa chất vào cây cho quéo cây, Báo Chana có phản ánh thì không nhớ nổi. Nếu thành phố thực sự không có ý tưởng về xanh hóa thành phố thì hãy mời những người cống hiến về môi trường và các chuyên gia môi trường ngoài hệ thống nhà nước để lắng nghe họ. Thay vì đợi những trí thức phải bức xúc nhắn tin thì anh nên bí thư anh mãi chủ tịch có bộ phận thư ký tổng hợp mạng xã hội cơ mà.